Hello, em xin chào tất cả các bác nhé. Hôm nay thì bên nhà vườn em giới thiệu với các bác giống cây hồng xiêm xoài ạ. Cây bên em thì hiện tại là cây ghép có chiều cao tầm độ 80 phân đến 1 mét. Các bác về trồng thì từ 1 năm là đã bắt đầu có trái rồi ạ. Trái thì đặc biệt là rất là to, ngọt. Trái thì như quả xoài luôn ạ. Thì có tên giống hồng xiêm xoài. Đấy. Các bác nhìn cây bé mà đã rất nhiều quả rồi. Hồng xiêm xoài thì rất là dễ trồng. Miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều trồng được các bác nhé. Đấy, quả thì rất là to. Chín thì không cần phải giấm luôn ạ. Các bác cứ để già, các bác hái xong các bác về để mấy hôm là nó chín ạ. Đấy, các bác nhìn này. Quả cực kỳ là to. Rất là năng suất. Đặc biệt thì là rất là sai trái, dễ đậu quả. Đấy. Giá trị kinh tế thì cực kỳ là cao. Đấy. Cây trưởng thành thì có thể, một cây thì có thể lên đến vài chục kg. Đấy. Quả thì cực kỳ là to, đẹp. Đấy. Ăn thì rất là ngọt. Đấy. Hạt thì rất là ít. Đấy, các bác có thể trồng trong chậu hoặc là trồng trong thùng xốp trên ban công cũng thoải mái. Có điều kiện thì các bác trồng ra đất thì sẽ tốt hơn. Đấy, còn không thì các bác trồng trong chậu thùng xốp to thì rất là được. Đấy. Các bác có nhu cầu mua cây thì cứ liên hệ cho em theo số điện thoại ở trên màn hình. Đấy. Các bác nhìn thấy rất là sai quả. Bên em có ship hàng toàn quốc rồi, cảm ơn tất cả các bác nhé.